Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì người dân ở khu 10 phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương đã phản ánh tới đường dây nóng của truyền hình Quốc hội Việt Nam việc hàng trăm mét đường bê tông nằm trong dự án chỉnh trang đô thị được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và nhân dân đóng góp có dấu hiệu làm sai thiết kế, dẫn đến việc vừa mới làm xong nhưng mà đập nhẹ đã bở tung, bụi mù mịt khiến cho người dân bức xúc. Đường bê tông mới làm xong nhưng đã bị đào xới nham nhở, mặt đường thì bong chóc, thậm chí chỉ đập nhẹ đã vỡ vụn, bở tung ra. Chất đường bê tông đường này yêu cầu là coi như là mác 300 nhưng mà không được 300. Nè, sức tôi khi ấy đây bẻ vào ông bục rồi, nó như kẹo lạc cái đổ đấy. Trời nắng bà con cứ phải đi quét, bụi dăm cứ sùi lên, càng quét càng chóc ra nhiều. Khi trời mưa, cả con đường sẽ ngập lụt. Mặc dù đã có mặt cống thoát nước, thế nhưng nhiệm vụ thoát chính lại là những lỗ được khoan lỗ chỗ trên mặt đường như thế này. Bây giờ mỗi một hộ gia đình này là đóng hơn 10 triệu. Ừ, thế mà coi như là làm cho chúng tôi thì coi như không bằng đường cũ của chúng tôi. Đường cũ của chúng tôi là nó còn chắc mà nó không bong bật mà nó quét nó không lên như thế này. Coi như đây đổ cát nó lấy nên cứ bỏ bùng bục đi tha vào nhà thôi. Thế mà coi như độ cao không đủ mà coi như là nước nó cứ chảy không vào cống tí nào, hoàn toàn chảy loanh quanh trên đường thôi. Hơn 2 tỷ đồng để xây dựng gần 1 km đường chỉnh trang đô thị do Ủy ban Nhân dân phường Bình Hàn làm chủ đầu tư. Trong đó 1,4 tỷ là nguồn vốn ngân sách, số còn lại là người dân đóng góp. Khi phát hiện có nhiều hạng mục thi công không đúng với thiết kế, người dân kiến nghị thì được trả lời là thiết kế đã thay đổi. Người dân yêu cầu cung cấp bản thiết kế mới thì chỉ nhận được lời hứa hẹn sẽ cung cấp để rồi sau đó lại lãng quên. Rồi bên tổ giám sát cũng đã có kiến nghị với bên thi công. Đấy là bây giờ nếu mà có thay đổi thiết kế thì phải gửi lại cho bên giám sát chúng tôi một cái bản thiết kế. Thì đúng thực tế đến bây giờ nó cái bản thiết kế đến tổ giám sát chúng tôi cũng chưa được nhìn thấy cái bản thiết kế thay đổi. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bình Hàn cho biết, theo đơn vị thi công lý giải, hôm thi công gặp đúng trời mưa nên ảnh hưởng tới chất lượng của đường bê tông. Phường cũng đã yêu cầu đơn vị thi công là có biện pháp khắc phục và phải sửa chữa, phải đảm bảo để tiêu thoát nước cho mặt đường. Hai nữa là phải đảm bảo về cái chất lượng công trình, không triển khai khắc phục sửa chữa thì chính quyền cũng quyết không nghiệm thu và không thanh quyết toán công trình. Hiện chính quyền cho đơn vị thi công lựa chọn hai phương án để khắc phục. Một là khoan đục, bóc hết lớp bê tông cũ lên để trải lại toàn bộ bê tông mới. Hai là thảm lại một lớp nhựa bê tông asphalt lên bề mặt bê tông hiện tại. Nếu không khắc phục sẽ không được thanh toán gói thầu này.